suy nghĩ mấy con đường ớn ăn thiệt. VIP chính là nạp 90 cao su anh em, VIP chính là nạp 90 cao su rồi đó. Ok, có event anh em, hỏi lại 300 nha. Ok, qua chỗ thần thánh anh em, qua chỗ phường tường thần thánh thôi. Rồi ạc à, ạc nó đứng gì cái nồi gì. Chắc nổ quá, cờ bạc quá, cờ bạc quá nên vậy đó. Để mình lên bài nhạc đi, lên bài nhạc cho nó sung sức, sung nhà, sung cửa. Đây. Chơi nha anh em ơi, ăn nha. Được dùng anh em nạp nhiều á thì bộ event này như 600 xu á, 600-700 xu mình ăn cái này trước nha. Trời ơi, lên được 7% à. Đây để bú lô rồi, chơi anh em ơi. Trời ơi, cái gì mà ít dữ vậy. Trời ơi, cái gì mà ra đồ ít quá anh em ơi. Trời ơi, anh nào đo nét cho 10.000 vậy, anh nào đo nét cho 10.000 ăn sáng vậy. Cảm ơn anh nha. Họ ra mạnh ít quá anh em. Event này ra mạnh ít sật à. Đang ăn đi nè ông nội. Rồi chết luôn. Một đại thành bí kíp nữa kìa. Một đại thành bí kíp để cho Ngami luôn. Rồi kiểu này event này lỗ chắc rồi. Không như event trước anh em ơi. Không như event trước rồi, event trước lời lắm. Ôi, vỗ là một tịch nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Đến. Trời ơi, vỗ là một tịch nè. Đây là 150 xu rồi. Vỗ là một tịch là 150 xu rồi. Quốc Sam. Ăn ban kê huyết. Hai mảnh ăn ban liên là ngon nè. 200 xu được 150 xu nữa nè. 150 xu này, 150 là 300 xu. Một bội. Mặt nạ đeo luôn. Một cái đại thành nữa là đại thành. Đại thành cỡ 150 nữa đi. 150. Cái này 150 là 300, 300 cái này 150 nó là 450. 450. 450 à, lỗ vẫn là lỗ. Vẫn lỗ anh em ơi. Tính ra thì nếu mà tính ra tổng thì cũng vẫn lỗ. Lỗ được lỗ khoảng 100 á. Nhưng không nhiều, lỗ cũng không nhiều lắm, không sao. Ở túi hình trang được 7 ngày. Thì sử dụng xài luôn đi. Đó, 22/8. Và túi hình trang là được nguyên kích full rương luôn nè. Rồi nhận móc anh em ơi. Ăn vô là một tịch luôn chứ. Tí mình ăn hết. Nhận móc đã anh em. Nặng nha, nặng nha. Nặng nha. Bộ giật kỹ càng con phù. Ừ ừ. Trời trời. Cái này đụng á, cái ca su. Cái này một ca su luôn anh em.
Đây lời nè, lời được cái này nè anh em, lời được cái này nè. Hey. Cái này ăn vô được cộng kỹ năng vốn có một cấp á anh em. Cái này là chính là cộng kỹ năng vốn có một cấp á. Không ngờ. Đúng rồi, như kỹ là một kill á. Đúng rồi, chết luôn anh em ơi, chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Đâu cái này mang vô ăn vô một cái thôi là lên top 1 chắc luôn. Là được 2 kill luôn á. Nếu mà mình ăn vô là nha, mình ăn vô thêm được 1 kill nữa là cái kill này, cái tốc độ đánh này lên 75. 75 mà mang 75 mà mình thèm mang theo cái tổng tốc đánh 30 nữa là lên được móc nha, lên được móc nha. 2 ca su. 2 ca su là tính ra 30 ngày, 30 ngày thì một ngày có nhiêu ta? Một ngày cỡ chừng 50 xu, một ngày mất 50 xu hả? Sao 70 xu? Mình cái này phải có cái bổng tốc đánh 30 thì ngon nha. Có cái bổng tốc đánh 30 thì nó lên móc, nó chém, nó vượt thì thôi rồi luôn. Ngon ngon ngon, để đây, Đại Thành đi kiếp cho Ngami nè, ăn đó là một tập đi. Đó là một tập. Tiếc là hén nè. Nến này để lại, nến này để lại. Trời ơi, hên quá em ơi, hên quá em ơi. Đại Thành nè, tí để cho con Ngami. Đập qua lộ. Nến để đây nha. Anh đang ban nè. Quốc quán Sam em bang 13 mảnh bội này để lại luôn. Dùng được 1 tháng hay sao? Đúng rồi, dùng được 1 tháng. Lỡ được 2 level mà, từ 116 lên 118 mà. Nè, chị tin để đây đi. Lời quá lời, bên này lời nha anh em. Ăn được cái đó là lời rồi. Hãy để lại đi, từ từ mình tính. Cái thu lệnh nè. Của danh vọng. Đâu có bán đâu. Mình rao thử hỏi bao nhiêu thử lắm mà. Chị bán làm gì? Độ. Ok. Em ơi. À món này hả? Món này không phải ăn ban đâu. Này là ăn ban nè, ngọc bội là ăn ban đúng rồi. Món này là cái nhu tình à. Cái chuyện nhu tình này bán shop đi chứ để làm gì. Thôi để đi. Rồi, chuyển qua khác anh em ơi. Chuyển qua ăn ngạch Ngami đi. Để xíu anh em, để tôi chuyển. Để tôi chuyển qua con Ngami ăn event. Đó, đồ con Ngami nó bị hư quá trời hư luôn. Ăn tiểu na rồi. Giờ mình ăn event khác nè, đợi xíu mình dọn cái rương đấy, mình chuyển cái này mình dọn rương qua. Mình chuyển event qua xong mà dọn rương qua. Phải lên luôn em ơi. Đó chứ em đang xem like cho em một like một chia sẻ đi anh em ơi. Cho em một like một chia sẻ nha. Đâu bán mảnh làm gì, mấy cái mảnh đang ban đó để xài mà. Cái mảnh đang ban đó là để xài nha.
Anh nói bạn giờ bán được bao nhiêu đâu, bán ra làm gì? Để gom coi chừng nữa được bọn anh ban luôn thì sao? Để em chuyển qua màn hình qua bên đây đã. Đây. Tôi dọn rương cái nha anh em, dọn rương cái cho mình ăn. Rương như bãi rác vậy. Để chuyển qua thành khác đi, nghe mấy tiếng nó bầu cua cá ngựa ghê quá. Bữa hư đồ nè, bữa đánh không có sửa đồ, hư đồ hết bà luôn. Nó phi đao hút sinh lực nè. Ok. Tiếp bên em ơi, tiếp bên em ơi. Bán mảnh vô tình, làm gì có mảnh vô tình đâu mà bán. Ok, chơi với anh em ơi. Hạt này level 106. Ăn map thì chắc cũng lên hơi bị nhiều á. Lên đường cấp nè, 107 luôn anh em ơi. Rồi cũng hay chơi thôi, bánh ăn nhiều không ra cái gì luôn kìa. Ôi má, ăn 40 cái mà không ra cái gì luôn, cái gì vậy trời? Bốn chục cái mà không ra gì luôn anh em ơi. Ồ, chết 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 anh em ơi. Hy vọng võ lâm mật tịch tẩy thiên kinh, hy vọng có võ lâm mật tịch tẩy thiên kinh. Này võ lâm lậu anh em ơi, này võ lâm lậu nha. Ôi chết anh em ơi, cái này là tôi thấy sao sao rồi đó, tôi thấy có vấn đề rồi đó. Một cái đại thành chip nữa kìa, chết mẹ, ba bốn cuốn vô lâm mật tịch luôn, quá trời vô lâm mật tịch luôn. Võ lâm mật tịch, võ lâm mật tịch, võ lâm mật tịch, đó một quyển vô lâm mật tịch, võ lâm mật tịch, võ lâm mật tịch, võ lâm mật tịch. Ồ, được có một quyển anh em ơi. An Bang Hằng Liên, Tịnh Quốc Quan, Tịnh Quốc Sam, An Bang Hằng Liên, An Bang Hằng Liên, An Bang Hằng Liên. Ồ, không có được Hằng Liên nào luôn, không được cái liên nào luôn, không được cái liên nào luôn em ơi. Này lỗ chết bà luôn rồi, lỗ rồi. Hạt này lỗ nha anh em, hạt này lỗ nha, có thể hạt này lỗ hẳn luôn á. Không được cái mẹ An Bang Hằng Liên nào là thấy không vui rồi. Rồi còn cái móc nữa thôi. Ồ. Cho anh em cái gì đây? Ủa, con ngựa độ mày chứ 250 xu anh em. Con ngựa này 250 xu nha. Ngựa 250 xu nè, cái này 150 nữa là 400 nè, 400 một cuốn vô lâm mật tịch, 150 nữa là 550 nè, 550 thì cũng lời, nói chung là cũng lời anh em, cũng lời, cũng quầy vốn á, quầy vốn hơn em ơi, không được ấy. Rồi giờ chiếu dạ giờ làm gì giờ? Để mình giao dịch cho con về thôn giao dịch các anh em. Ây à.
À kiểu nay ăn, à kiểu nay ăn mát rồi mà, nãy giờ ăn mát rồi. Thì Thành chưa có bí kíp nữa, để mở bí kíp đã. 903 bí kíp mở ra cho nó. Kiếm bí kíp phong sương đã, chưa có bí kíp phong sương mà. Giờ nâng gì ta? Chưa có bí kíp phong sương. Cái đồ hư hết trơn này anh em thấy không? Để từ từ sắm lại bộ đồ cho nó mới được. Cho là mặt tịch nè, giao dịch nè, ăn luôn. Cắn cho là mặt tịch luôn. Cái thu lợi là tí nó mở luôn. Chiên nè. Đến nè. Sơn nè, đi thổ lộ nè, Thành nè, Tinh nè, Danh Vọng nè, La Hán nè, Vừa nè, ba bí kíp để dành đi. Nến để xài luôn em, chen luôn, nến để chen luôn. Chen hên hên rồi được đồ này đồ kia thì sao? Mình chuyển qua màn hình con cái bàn. Cất đồ vô cái anh em. Rồi tí nó mở, ăn event hết rồi mình mở. Hội nè. Nó không ra được cái 24 mảnh áo rồi kìa. Cúc chỉ vàng 8, Tê huyết 9, Quốc quán 3, Đại Thành nè, hai cuốn Đại Thành luôn. Nó Đại Thành nhiều dữ á. Để dành xài. Đó là một tí cắn luôn. Đến nè. Cái thu lệnh nè. Tinh. Việt Nam quyển thực đáng một con ngựa. Chơi bộ ăn ban, chơi bộ ăn ban giờ không có xu gom anh ơi, phải có xu gom kìa mới được. Để dành ngựa đi, để ngựa tí nữa bán. Con ngựa này phải bán rồi chứ giờ không biết làm gì luôn, tại vì có ngựa đủ hết rồi. Rồi giờ mình chuyển qua ăn con năm độc nha. Ăn con năm độc đi. Bộ giờ cũng phải chục triệu anh ơi, cỡ chừng chục triệu á. Là gì? Mặt nạ ấy thôi ạ. À, mặt nạ tăng sinh lực nội lực nè, máu với nội lực nè. Tối nay điên đấu ngon á, mặt nạ này đi điên đấu là đẹp bài luôn. Ok, để mình chuyển màn hình qua năm độc. Đây. Đây xong đao VIP nhất server đó. Có khăn lô 30 nè. Đồng nè. Mình cất mấy cái này đi, dục hết mấy cái này kia là dây chuyền nhu tình. Cái dây chuyền ở trong rương là dây chuyền nhu tình đó chứ không phải ấy đâu. Ok,
bị cha này nữa anh em ơi. Dạ con ngộ độc nữa à. Ở trên em đang xem live cho em một like một chia sẻ đi mấy anh ơi. Ok, ăn tiếp nha. Cũng bỏ dọn luôn ăn thêm mặt event nữa. Kiếm 30 củ, đầu tư vào 20 củ đi. Trời ơi. Tôi khổ quá mà anh em ạ. Hồi ạc này không ăn, ăn không ra gì luôn ta ơi. Event này chỉ có lợi quầy vốn thôi, ăn chỉ lấy kinh nghiệm quầy vốn thôi chứ thật sự mà cũng lời thì chắc không lời đâu. Lời không nổi đâu. Hello Hồng Huỳnh nha. Coi là không ra mảnh gì luôn rồi, được 2 mảnh nãy giờ 3 mảnh. Ngựa một con ngựa hơi hạn nữa chứ trời trời thiệt. Ngựa thì cho ngựa vĩnh viễn luôn đi anh em đúng không? Cho ngựa vĩnh viễn luôn là ngon rồi. Này không có vô lâm mật tịch luôn rồi. Đây là không có vô lâm mật tịch luôn, tôi thấy là không có vô lâm mật tịch luôn rồi. Ừ, mày lỗ chắc rồi. Võ Lâm Mật Tịch, 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 không có Võ Lâm Mật Tịch đâu luôn. Xui. Xui. Lỗ rồi, mày lỗ chắc rồi. Tạo phòng thủ lý nè. Đến nè. Tin nè. Quốc Sam, An Bang Hạng Liên. Ok huyết. Hạng Liên. Quán Hạng Liên. Hãng liên rồi không có được cái nào luôn, ạc này như quần què luôn anh em ơi. Ạc này chết rồi, ạc này chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, ạc này chết thiệt rồi. Không được đại thành nè, không được cái gì luôn. Nói chung là ạc này không được cái gì, một cái gì luôn á. Ôi chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ô anh em ơi. Phải lục thôi đi nghỉ. Nghỉ thôi anh em ơi. Cuộc đời nó chỉ có gì vậy thôi. Cuộc đời nó chỉ như vậy thôi. Con ngựa này ngựa, ngựa có thời hạn một tháng làm gì ông nội. Chán cuộc đời, chán cuộc đời anh em ạ. À. Thằng này lỗ sắp mặt lờ luôn, lỗ mà lỗ sắp mặt lờ luôn á. Thế thì không còn gì để nói nữa rồi anh em ơi. Không còn gì để nói rồi, kết thúc là cách tốt nhất thôi. Hey. Thì cái tình tôi khổ quá mà có sung sướng gì đâu, đối xử với tôi như vậy. À, này để xài đi một tuần nè, để cho con Nga mi đó, con ngũ độc Nga mi gì nó xài. Yeah. Cái gì cũng tham, cái gì cũng tham lam. Trời ơi ai lòng người mà anh em, con người đừng nói ai mà không tham. Tôi nói thẳng đừng nói ai không tham, toàn đủ sầu lo chứ đâu là ai mà không tham, gặp ai không tham.
nghĩ là đi ăn cơm đó cha nội, nhà kêu xuống ăn cơm rồi, nghĩ rồi nó chết đói luôn á, nghĩ chơi game là chết đói luôn á. Hai mốt mảnh ăn thấy băng nè, hồi được 16 mảnh nè, quốc sam được 26 mảnh nè, cửa này để đây đi, tí nữa đấu giá trong bàn bán. Tin rồi. Đến. Đến. Barbecue. Kiếp. Danh vọng. Các thủ lệnh. Đại thuốc viên tiểu. Mẫu nè. Ôi, thì là hắn một quyển như là mặt tật. Ok, mở xe tủ lạnh nha anh em. Mở xe tủ lạnh rồi mình off đi ăn cái. Sáng giờ chưa ăn gì luôn á. Dậy cái là lên livestream luôn. Chưa ăn gì. Ok. Còn những sức mạnh 18 luôn rồi. Vậy 39 luôn rồi. Tôi sẽ ngoại công. Thời gian chúng độc bằng ăn băng. Ủa, kết tục đánh 30 luôn kìa. Nè anh nào lấy đi cho nè. Ủa đọc sách ngoại. Vâng. Rút chi chi và này nọ. Thế tất cả đâu? Ôi trời trời trời. Để có kén tất cả anh em ạ. Ồ những cái bằng 17 luôn kìa, dữ à. Rồi sạch 200 xu bay múc chị Cana rồi. Rồi nói chứ mình live stream tại đây thôi em ơi, hẹn em vào live stream tiếp theo nha, mình xuống ăn cơm cái để coi tí nữa 1 giờ đi, 1 giờ mình sẽ đánh đúc kim nha, 1 giờ đánh đúc kim giờ mình xuống ăn cơm cái. Hẹn em, anh em nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký.